khoảng 80 con bạc đã bị lực lượng chức năng bắt tạm giữ khi ổ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại xã Yên Đĩnh, Bắc Cạn bị triệt phá. Đây là ổ đánh bạc do Nguyễn Anh Tuấn, trú tại thành phố Thái Nguyên cầm đầu. Tuấn cùng đồng bọn đã tổ chức sới bạc tại một ngôi nhà ở trong núi sâu. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện ma túy và một số vũ khí được các con bạc mang theo.